Ngày 3 tháng 12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành của tỉnh Trà Vinh, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ số vàng được các đối tượng cướp cất giấu tại khu vực ấp Đầu Rồng B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành. Cụ thể thì vào trưa 2 tháng 12, Công an đã phát hiện một bịch ni lông màu đen bên trong có chứa nhiều trang sức bằng vàng được cất giấu ở trong bụi cây gần con kênh thuộc ấp Đầu Rồng B. Qua kiểm tra bước đầu thì Công an xác định số trang sức có trọng lượng hơn 80 chỉ vàng 18 carat, đồng thời lập biên bản tạm giữ xử lý theo quy định. Ngày 1 tháng 12, liên quan tới vụ cướp tiệm vàng Mỹ Trang, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết nghi can Lại Thế Việt, sinh năm 2002, là sinh viên đại học tại Hà Nội và đã nghỉ học do nợ nần. Trước đó vào khoảng 18h30 ngày 30 tháng 11, tại tiệm vàng Mỹ Trang có địa chỉ tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành của tỉnh Trà Vinh, xảy ra vụ việc hai đối tượng đã dùng súng để cướp tiệm vàng. Ngay sau khi nhận được tin trình báo, thì Ban Giám đốc Công an chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an, các đơn vị, địa phương nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt các đối tượng gây án. Ngay trong đêm, thì Công an đã bắt giữ Lại Thế Việt, 21 tuổi, ngụ ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng, khi Việt đang trốn ở Tiền Giang. Đối tượng còn lại là Huỳnh Hải Quang, 37 tuổi, ngụ ở khóm 9, phường 4, thành phố Trà Vinh của tỉnh Trà Vinh, trên đường tháo chạy đã bị tai nạn giao thông ở xã Bình Phú, huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh và tử vong tại chỗ. Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã thu giữ 2 khẩu súng, 75 viên đạn trì, 1 xe mô tô và nhiều đồ vật có liên quan. Qua đó tập trung truy tìm số vàng bị cướp để trả lại cho bị hại. Tiếp tục chương trình là các tin tức trong nước đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày điều chỉnh giảm, thì hôm nay, mùng 3 tháng 12, giá vàng trong nước đã tăng trở lại một cách rất là mạnh với mức tăng cao nhất là 500.000 đồng trên mỗi lượng. Hiện tại giá vàng miếng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 72,7 triệu đồng trên một lượng mua vào và 74,02 triệu đồng một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở chiều mua và 500.000 đồng ở chiều bán. Doji tại khu vực Hà Nội giữ nguyên mức giá ở chiều mua của rạng sáng qua là 72,3 triệu đồng trên một lượng, nhưng điều chỉnh tăng 500.000 đồng ở chiều bán lên 74 triệu đồng trên một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào cao hơn 200.000 đồng nhưng bán ra ở mức tương tự như khu vực Hà Nội, tăng 150.000 đồng ở chiều mua và 500.000 đồng ở chiều bán. Phú Quý SJC đang thu mua vàng miếng với giá 72,8 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 73,95 triệu đồng trên một lượng, tăng 400.000 đồng ở chiều mua và 450.000 đồng ở chiều bán ra so với rạng sáng qua. Giá vàng miếng PNG niêm yết ở mức 72,7 triệu đồng trên một lượng mua vào và 73,9 triệu đồng trên một lượng bán ra, tăng 300.000 đồng cả hai chiều. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 480.000 đồng ở chiều mua vào và 470.000 đồng ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 480.000 đồng ở chiều mua vào và 470.000 đồng ở chiều bán ra, lên lần lượt 72,9 triệu đồng trên một lượng và 73,95 triệu đồng trên một lượng. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 12, ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết khoảng 3 giờ sáng cùng ngày xảy ra vụ cháy tại chợ Khe Tre, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn đang tiếp tục để dập tắt đám cháy, tránh trường hợp ngọn lửa bùng cháy trở lại. Diễn biến sự việc xảy ra khi ngọn lửa bùng lên dữ dội ở các lô gian hàng trong khuôn viên chợ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Bà Trần Thị Hoài Trâm, Bí thư Huyện ủy Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đến hơn 6 giờ 45 phút hôm nay, ngày 3 tháng 12, vụ cháy cơ bản được khống chế. Thống kê bước đầu của Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông, lúc 8 giờ ngày 3 tháng 12, vụ cháy tuy không thiệt hại về người, nhưng ngọn lửa đã gây cháy tại đình chính của chợ là 1.260m², đình phụ là 960m² với 335 hộ kinh doanh. 7 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được các lực lượng cơ bản khống chế, không để cháy lan. Các lực lượng nghiệp vụ đang trong quá trình khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Những lực lượng khác vẫn đang nỗ lực để tổng dọn hiện trường vụ cháy, hỗ trợ tiểu thương, khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại, vận động các tiểu thương vượt qua khó khăn, ổn định tình hình. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, họp khẩn với huyện Nam Đông và các đơn vị cơ quan chức năng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương hoan nghênh lực lượng tại chỗ và cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã rất nỗ lực để tiếp cận hiện trường, dập tắt đám cháy, đồng thời yêu cầu huyện Nam Đông và các ngành liên quan tập trung nhân lực để dập tắt hoàn toàn đám cháy, bảo đảm tuyệt đối không để người dân vào trong khu vực cháy, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, ổn định tình hình. Thưa quý vị, cũng trong hôm nay, ngày 3 tháng 12, tin từ trạm cảnh sát giao thông Quảng Xương, phòng cảnh sát giao thông của tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thị xã Nghi Sơn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong và hai người bị thương, trong đó có một thiếu tá công an. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 14 giờ 56 phút ngày 2 tháng 12 tại nút giao cắt km 367 210 quốc lộ 1 đoạn qua địa phận phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ở thời điểm trên thì ông Nguyễn Hữu C, sinh năm 1959, ngụ ở phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa của tỉnh Thanh Hóa, điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát là 36C091XX đang sang đường. Lúc này thì một xe máy mang biển kiểm soát là 36C1548XX do VMS, sinh năm 2009, ngụ ở xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn điều khiển, chở phía sau là HXV, sinh năm 2009, ngụ ở cùng địa chỉ, chạy với tốc độ rất cao và lao thẳng về phần đầu xe. Cú va chạm mạnh khiến cho chiếc xe máy văng vào lề đường, trúng vào một cán bộ công an xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn đang đứng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Hậu quả vụ tai nạn khiến cho S bị thương nặng và tử vong sau đó. Trong đó thì trường hợp của V bị thương nặng và đã được chuyển đi cấp cứu, điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. Còn với cán bộ công an xã Hải Yến thì bị gãy xương đùi trái và hiện đang được điều trị tại một bệnh viện ở Thanh Hóa. Đáng chú ý là hình ảnh từ camera cho thấy thì người điều khiển xe máy và người ngồi trên xe máy đều không đội mũ bảo hiểm và chạy với tốc độ rất cao khi qua khu vực nút giao cắt. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được công an thị xã Nghi Sơn điều tra và làm rõ thêm. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự chống người thi hành công vụ đối với Vũ Đức Bình, sinh năm 1971, trú tại xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Được biết, đối tượng Bình không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác, không chấp hành đo nồng độ cồn và dùng mũ bảo hiểm tấn công lực lượng cảnh sát giao thông. Theo thông tin, vào tối ngày 29 tháng 11, Tổ công tác Công an huyện Tứ Kỳ thực hiện kế hoạch của Công an huyện về tuần tra, kiểm soát, xử lý theo chuyên đề người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi phạm nồng độ cồn, ma túy trên địa bàn. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, chốt kiểm tra nồng độ cồn phát hiện ông Vũ Đức Bình điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 34B412656 lưu thông từ thành phố Hải Dương đi thị trấn Tứ Kỳ có biểu hiện nghi vấn sử dụng rượu bia. Lúc này, đại úy Nguyễn Công Đoàn ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, nhưng ông Bình không chấp hành hiệu lệnh, không dừng xe, đồng thời vượt qua chốt kiểm tra nồng độ cồn. Đại úy Ngô Quang Vĩnh, đại úy Nguyễn Trọng Hoàn và trung úy Nguyễn Tiến Thực lập tức chạy theo phía sau, yêu cầu ông Bình chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, ông Bình không chấp hành, đồng thời to tiếng, thách thức, cự cãi rồi cầm mũ bảo hiểm đánh trúng mặt trung úy Thực, làm anh Thực ngã xuống đất, bị thương vùng mặt. Tổ công tác đã khống chế, tạm giữ ông Bình về hành vi chống người thi hành công vụ. Trung úy Thực được đưa đi sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ, khâu vết thương, hiện sức khỏe ổn định. Công an huyện Tứ Kỳ kiểm tra xác định ông Bình có nồng độ cồn là 0,741mg trên 1 lít khí thở. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng nay ngày 3 tháng 12, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk xác nhận thông tin Phó trưởng trạm kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Easo Đắk Lắk được phát hiện đã tử vong trong rừng sâu. Trên người nạn nhân có 14 vết đạn hoa cải. Sáng ngày 2 tháng 12, các cán bộ kiểm lâm của trạm kiểm lâm số 2 dậy ăn sáng thì không thấy ông Nguyễn Kim Anh phụ trách trạm kiểm lâm số 2 và đồ bảo hộ giày đi rừng hàng ngày của ông này. Lúc này, các cán bộ trong trạm kiểm lâm xác định rằng ông Anh có khả năng đi kiểm tra khu vực hay bị người dân phá rừng, lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy vào buổi sáng sớm. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, mọi người gọi điện thoại cho ông Anh, không được. Đến trưa cùng ngày, mọi người tìm thấy xe máy của ông Anh tại khu vực trạm thường hay cất giấu xe máy để đi tuần tra rừng. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng kiểm lâm phát hiện ông Anh nằm bất động trên dãy bắp của người dân, giáp bìa rừng. Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, ông Anh tử vong do 14 vết đạn súng hoa cải ở bụng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân khiến ông Nguyễn Kim Anh tử vong.